Tôi xin chào tất cả các anh em cần trụ trong bên cá tầm tổ quốc. Hôm nay lên em một clip gồm một lô cần câu nha anh em. Thì lô cần câu này chuyên cho anh em cần cần lua thì sẽ có 3 cây 4 khúc, cần máy đứng và cần máy ngang. Rồi tính cho cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước đi thanh toán nha, rõ không clip lên thì sang lại. Rồi cảm ơn anh em. Thứ nhất mình tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên cho mọi người một cây cần lua, cây cần lua này một cây cần lua 4 khúc. Thì clip trước em qua lên. Clip này em lên lại giảm giá. Chất liệu là chất liệu carbon, phen là phen xít nha mọi người, chất liệu carbon, phen xít. Thì cây này nó không có túi đi theo, nó chỉ có cần thôi. Đó. Đây, phen xít nha, phen xít. Loại xít chân đen, phen Pussy. Thì bass là bass Pussy Gold. Cây này của Wally Hill nha anh em, một cần Wally Hill. Đó, một thương hiệu của Mỹ được sản xuất tại China. Đó. Thì phôi sẵn là sẵn ít. Phôi là phôi carbon, dưới đây là dạng sóng nít nè anh em, sóng cargo khá đẹp. Bát là bát Pussy, cán là cán bằng. Thì cái này nặng là 105 gram, đọt 1.4 ly, dài là 1m92. Thì cái này tải mồi từ 1.75 gram đến 7 gram, đọt cứng là tương đương quấn L, thu gọn là 51 cm, rất là tiện cho anh em bỏ ba lô nha anh em, bỏ ba lô đi du lịch đi câu cần lua. Thì cái này tải dây từ dây line từ 3 đến 8 lb, giá công khai cái số 1 giá là 1.7 triệu nha anh em, 1.7 triệu cộng ship cái số 1. Tiếp theo cái số 2, thì cái số 2 em lên cho mọi người vẫn là một cây major grab, cây cần 4 khúc. Thì cái này còn túi còn hộp nha anh em, còn túi luôn. Đó, túi này bảo vệ cần cho anh em xách đi rất là tiện. Thì cái này một cây lua 4 khúc máy ngang. Đó. Máy ngang nha anh em, lua 4 khúc máy ngang, độ cứng là độ cứng M. Thì độ cứng này thì chuẩn cho anh em câu lóc rồi. Đó. Đến từ thương hiệu Major Rap nha anh em, Major Rap. Bass là bass Pussy, phen là phen Pussy Sheet trần đen. Đó. Nha mọi người. Sứ sheet nha anh em, sứ bóng, bu bu trong sáng. Phôi là phôi carbon, laser Major Rap. Tổng thể ngoại hình tương đối đẹp nha anh em. Đây. Thông số nó đây, đó. Đây, nó có xước ở đây nhẹ một tí nè, đó. Buông trống sẵn. Tổng thể ngoại hình đẹp nha mọi người, đó. Thì cái này dạng cho anh em câu lóc rồi, chuyên lóc độ cứng M là anh em đánh lóc thoải mái rồi, khỏi lo gì hết. Thì cái này dài là 1m98, đọt 2 ly, nặng 130 gram. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 21 gram, tải dây từ 10 đến 16 lb, thu gọn là 52 cm, giá công khai là 2.2 triệu nha anh em, 2.2 triệu cộng ship. Tiếp theo là cây số 3. Thì cây số 3 em lên cho mọi người một cây Abu. Thì cây Abu này một cây Abu khá đẳng cấp, work motor, dạng Abu cần 4 khúc, dạng đi du lịch nè anh em. Thấy nó sẵn cargo nè, để em đọc thông số cái này trước. Thì cái này dài là 2m01, nặng là 139 gram, thu gọn là 53 cm. Thì cái này đọt của nó là đọt 1.9 ly, tải mồi từ 10 đến 28 gram, tải dây từ 8 đến 20 lb. Thì cái này thông số như vậy là chia cho sân hào lóc và sân lóc sân hàng đi du lịch. Đó. Rất là nhỏ tiện, 4 khúc nha nè, 4 khúc sân ít. 4 khúc thì nó sẽ có 4 ngăn liên biệt nha mọi người. Đó. Làm hạn chế cho nó ma sát cái nào làm chạy cần á. Đây mọi người. Có định vị nha, định vị nè. Phôi là phôi sắt ít đỏ nha anh em. Đây. Đây. Khớp nối là khớp nối carbon nguyên khúc luôn, định vị đầy đủ. Keo chỉ hết cái bù cái bát Pussy nha mọi người, bát Pussy phôi trong đây, sáng hết cho này, rất là đẹp và ngầu. Cán là cán băng, cán đời cao 3 khúc nè. Độ cứng cái này độ cứng M nha anh em, độ cứng M. Hàng Abu này hàng của China xuất nhập nha. Buộc trong sẵn, cần rất là đẹp luôn, khỏi chèo ra được. Phen là phen Pussy Sheet nha nè, Pussy Sheet phen K. Đó. 3 khúc, 4 khúc.
định vị đầy đủ. Rồi, giá công khai cây số 3, giá là 3 triệu nha anh em, 3 triệu cây số 3. Một cây Abu rất là đẹp luôn, đó. Tiếp theo là cây số 4. Thì cây số 4 em lên cho mọi người vẫn là một cây hàng của Abu. Đó. Thì cây hàng Abu này nó dài 2m4 nha anh em, dài 2m4, phen là phen K. Thì phen này nó không đóng chữ á, thì em không dám nói với anh em là phen oxy hay phen gì. Đó. Bát là bát thường. Thôi là phôi carbon. Buộc trong sẵn nha nè, buộc trong sẵn đây, phơi carbon sẵn tới ngọn đây. Đó. Tổng thể ngoại hình thì nhìn còn khá là ok nha mọi người. Đó. Không có xước xác gì nhiều hết. Abu bát cũng làm rất là đẹp nha nè, bát thẳng nha. Thì cây Abu này dài 2m4 thì chuyên cho anh em câu lua. Đó. Thì cái này đọt của nó là 1.8 ly, nặng 130g, dài 2m4, tải mồi từ 53,5g đến 875g, tải dây từ 6 đến 10 lb. Giá công khai cây số 4, giá là 400 nha nè. Thì dạng này về đua nháy hơi là water rồi, nháy hơi, câu lóc là water. Đó. Tiếp theo là cây số 5. Thì cây số 5 lên cho mọi người, tiếp theo là một cây cần Majorap. Thì dòng Majorap Coxy. Dòng Majorap Coxy. Thì đa phần những cây Majorap đều sản xuất tại China hoặc là của Việt Nam thôi nha anh em, không có dòng Majorap của Nhật nha. Đây, đây một cây Majorap được sản xuất tại China. Đó. Hàng em lấy từ thị trường Nhật nha anh em. Đó. Bát là bát Fuji Majorap. Phôi là phôi carbon trắng. Đó. Thì cái này dài 2m4, độ cứng của nó là độ cứng MH nha anh em. Dài 2m4, độ cứng MH, độ cứng chuẩn cho anh em câu lóc. Phen là phen Fuji. Bu bu chống sắn. Đó. Phôi thì khỏi chê vào được rồi. Đó. Phôi dòng Majorap này đánh cực kỳ ok nha mọi người. Đó. Với cái xây mà xây 2m4 á, độ cứng MH á, rất là hiếm luôn. Đó. Thì cái này dài 2m4, đọt là đọt 2 ly 2, nặng 129g. Thì cái này tải mồi từ 5 đến 30g, tải dây bè từ bè 0.8 đến bè số 2 nha mọi người. Giá công khai cây số 5, giá là 1.8 triệu nha mọi người, 1.8 triệu cộng ship. Ngoại hình cái này tương đối ok nha anh em. Đó, ngoại hình tương đối ok, fan thì ok hết nha. Đó, fan Fuji. Rồi, cây số 5, giá 1.8 triệu cộng ship. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 lên cho mọi người một cây cần Abu, một cây cần Gamma. Thì cây này một cây cần Gamma Kasu, hàng của nó nội địa nha anh em, hàng nội địa. Thì cần Gamma này á, dạng chiên này, dạng chiên anh em câu chẽm là nhiều, câu chẽm câu măng. Vì cấp phôi của loại này nè, nó dịu nha anh em, phôi dịu. Thì cái này nó tải mồi từ 10 đến 35g, tải dây từ 6 đến 14 lb. Dài của nó là dài 2m58 nha anh em. Bát là bát Fuji. Đó. Thì hàng Gamma thì anh em biết rồi. Nó phôi nó cực kỳ chắc nha anh em. Phôi nó phôi chắc như nước cắt luôn. Bát là bát Fuji tam vàng nè. Phôi sẵn mà nó đang nhiều lớp ở trong nè mọi người. Đây. Carbon nhá. Nó có xước xác nha mọi người. Đó, xước xác. Phen là phen Fuji nha anh em, phen Fuji xít chân đen. Đó, đổi xít bóng nha. Bù chống sắn. Carbon thì carbon sắn găng guốc rồi. Đó, không còn gì phải chê nữa. Cần này anh em có thể câu chép, câu chép cũng rất là ok luôn nha. Ngoại hình xuất sắc đi ti. Thì cái này dài là 2m58, đọt 1.8, nặng 154g. Thì cái này tải mồi từ 10 đến 35g, tải dây từ 6 đến 14 lb. Giá công khai cây số 6, giá là 2.7 triệu nha anh em. 2.7 triệu cây số 6, phen cũng cực kỳ chắc nha. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người một cây cần Majorap. Thì cây này một dòng cần Majorap Swatch.
Thì loại này thì em bán cũng khá là nhiều. Đó, anh em đánh phản hồi cũng rất là ok nha. Để em đọc thông số trước cho mọi người tham khảo. Thì cái này cây cần may grab siwat, còn tem nha anh em, còn túi. Đó, còn túi sắp hướng dẫn đầy đủ. Thì cái này nó dài là 2m11 nha anh em, dài 2m11, đọt là 2.5 ly, nặng 165g. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 21g. Tải dây be từ 4 tới 6 nha anh em. Lực tải cũng cực kỳ cao á. Đó. Thông số đầy đủ, phen là phen Fuji Sit, bass là bass Fuji. Đó, cán mút Ewa. Cần còn rất là đẹp nha mọi người. Phen Sit nè, phen cao. Cán là cán 3 khúc đẹp cao. Bass là bass Fuji, Major Grab, foil carbon. Thì cái này được sản xuất tại Việt Nam nha anh em, nhưng mà em lấy cái này từ thị trường Nhật nhá. Đó. Đây, Fuji nha anh em, Fuji phen Sit. Bubu trong sáng. Đó. Foil cái này đánh bạo lực nha mọi người, đánh bạo lực rất là chắc luôn. Đó, chắc như nước cắt luôn. Siêu quá, rất là đẹp. Thì loại này cho anh em chiên lóc nha anh em, chiên lóc đánh giá thiệt. Đó. Sân hàng để anh em phèn ở đây. Đó. Loại này dạng hàng trưng bày luôn á, chưa qua sử dụng nha anh em, còn túi. Rồi, giá công khai cây sổ cây số 7, giá công khai là 2.8 triệu nha anh em, 2.8 triệu cây số 7. Tiếp theo là cây số 8. Thì cây số 8 lên cho mọi người là một cây cần của thương hiệu Ban. Thì thương hiệu Ban là một thương hiệu nội địa Nhật nha anh em. Đó. Cây này còn túi. Thì cây Ban này á, nó dài là 1m98. Thì nó tải mồi từ đọt của nó là 1 ly 6, nặng là 128g, tương đối nhẹ. Thì cái này nó tải mồi từ 6 đến 18g, tải mát của nó là 24g, tương đương với M nha anh em. Đó, anh em có thể ép lên 24g được. Nó tải dây từ 6 đến 14 lb. Đó, cây số 8. Thì đây mọi người, cây đến từ thương hiệu Ban, nội địa Nhật. Cây dừa. Đó. Thương hiệu này đánh cũng rất là mượt mà nè mọi người. Phen là phen Fuji Sit. Đó, Fuji. Thì đây nè, trên phen nó bị hoàng hoàng thế này nha. Đó. Do cái lớp keo á mọi người, nó ngoài, nó không có dính vô cái lớp kỹ nên nó bị ổ vàng nha. Đây. Phen này cũng vậy, nhưng mà còn rất là chắc anh em, bao đảm bảo bao chắc với anh em luôn. Đó, bán tập bát Fuji. Phôi lên em, phôi sẵn đây. Đó. Đến trên đây thì họ sơn một lớp sơn bồi. Ngoại hình thì nó có xuất sắc nhẹ thôi. Đó. Phen là phen Fuji. Đó, phen Sit. Bô bô trống sẵn. Tương đó nhìn rất là ok anh em, hàng Ban là địa Nhật, nó có xước cái này, cái bát cho này nữa nè. Đó. Tất cả đều còn lại đều ok hết, phôi trắng ít nè. Đó. Thì loại này về cũng chiên anh em câu lóc nha anh em, câu lóc câu chẹm săn hàng. Đó. Rồi giá công khai cây số mấy ta, giá công khai cây số 8, giá là 2.5 triệu nha mọi người, 2.5 triệu cây số 8. Tiếp theo qua bên đây dàn máy ngang nha anh em. Tiếp theo là cây số 9. Thì cây số 9 em lên cho mọi người một cây Bass Master. Thì loại này loại của APY Benso, loại của Hàn Quốc xuất Nhật anh em. Đó, cần của Korea xuất Nhật. Đây. Thì cái này em lên cho mọi người là một cây hàng trưng bày, hàng chưa qua sử dụng anh em. Thì cái này dài là 1m68, đọt là 1 ly 8. Nặng là 95g. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 21g, độ cứng tương đương với ML, tải dây từ 6 đến 14 lb anh em. Cây số 9 nó còn một lớp bao ở ngoài đây nữa nè, người ta chưa tháo nữa nè. Phen là phen Fuji đổi xám, foil carbon. Bass là bass thẳng, tổng thể ngoại hình đẹp nha anh em. Đẹp. Tổng thể ngoan đẹp. Đó. Thì
Cây này giá con thay cây số 9, giá là 800 nha anh em, 800 cộng ship. Thì thông số này chỉnh cho anh em con nháy hơi nhé, nháy hơi mà là chỉnh cho nháy hơi thôi. Đó, anh em đánh nhẹ nhàng, anh em có thể đánh nháy thiệt cũng được, nhưng mà dạng này không phải bánh bao lực nên em không đảm bảo nha mọi người. Đó, cần sao thì em báo anh em vậy, được cái là cần mới, cần trưng bày. Tiếp theo cái số 10, thì cái số 10 em lên cho mọi người vẫn một cây hàng trưng bày. Thì cái số 10 em lên cho mọi người một cây cần đai qua, nó còn tối luôn, một cây Jupiter. Đó. Thì cái này dài 1m83, thông số của nó đây. Đó. Nặng 130, nặng là 135g, đọt của nó 1.7. Thì cái này độ cứng là ML, thông số tải mồi của nó là từ 5.25g đến 17.5g, tải dây từ 6 đến 14 lb. Đó. Rồi, cây số 10 thì được sản xuất tại Thái Lan nha anh em. Hàng đây qua Jupiter được sản xuất tại Thái Lan. Giá là 800 nha anh em. Cần mấy ngang nha mọi người, cần mấy ngang. Thì cây này cũng dạng hàng trưng bày. Đó. Đó, cây này sản xuất tại Korea nha anh em. Đó. Korea cũng thuộc dạng hàng trưng bày, hàng chưa qua sử dụng. Lớp ni lông ở ngoài còn mọi người. Đó. Foil là foil carbon. Bát là bát Pussy, fan của nó là fan Pussy nha anh em, fan Pussy loại xám, tất cả đều Pussy hết. Phôi sắn khá là đẹp nha anh em. Đây qua bu là bu Pussy, tổng thể ngoại hình đẹp nha anh em. Đây sẵn găng guốc nha, đồ cứng bà là chỉnh anh em cầu lóc đánh nháy hơi con mồi giả. Rồi giả vẫn là 800 anh em, 800 cộng ship cây số 10. Tiếp theo lên cây số 11, thì cây số 11 lên cho mọi người một thương hiệu, một cây cần săn hàng dạng đẳng cấp đây anh em, một cây cần ban thì vẫn thay vậy thôi. Cây ban là một cây hàng nội địa Nhật, vô là vô sân ít. Anh em hàng ban hàng làm nội địa, fan của nó là fan Pussy anh em, fan Pussy Sip, fan K bù bù chống sắn. Tổng thể ngoại hình thì cái này ngoại hình còn rất là đẹp nha anh em. Đó, đẹp một bên sắn nè. Bát là bát Pussy, bát từ cao. Fan là fan Pussy Sip nè, fan K. Thì cái này chiều dài của nó là 2m01 nha anh em, dài 2m01. Chiều dài này rất là chuẩn cho anh em săn hàng, bên lóc cầu nha thiệt. Độ cứng cái này cũng rất là chuẩn luôn, độ cứng là MH nha anh em, độ cứng MH dài 2m01. Thì cái này tải mồi từ 10 đến 28g, tải dây từ 10 đến 20 lb. Thì cái này nặng là 124g nha anh em, nặng 124g. Đọt là 1.7, dài 2m01, chuẩn cho anh em cầu lóc, đánh giá thiệt. Cái màu lực fan cũng rất là đẹp nha mọi người, tổng thể rất là ok. Dòng ban thì đánh bao chắc rồi khỏi nói. Thì cái này giá công khai 3 triệu nha anh em, cái số 1 giá công khai là 3 triệu, hàng ban nội địa Nhật. Tiếp theo cái số 12, rồi cái số 12 em lên cho mọi người vẫn là một cây hàng ban. Thì cái ban này nó dài hơn cây nãy, cây ban này dài 2m1 nha anh em, là 2m1. Fan vẫn là fan K, đó. Fan Pussy K. Đây. Đó. Hàng ban nội địa. Coi anh em, coi vẫn là sẵn nha anh em. Thì cái này tổng thể ngoại hình thì nó có xuất sắc anh em mọi người. Đây mọi người. Đó. Đây, xuất sắc nè. Đó. Góc nó xuất sắc nha, nhưng tổng thể ở trên thì còn rất là đẹp. Bù buộc chống sắn. Phôi vẫn vậy, phôi là phôi ít, phôi sẵn ít. Phen là phen K, Pussy Sit. Ok nha anh em. Thì cái này độ cứng là độ cứng H, dài 2m1, ngoại hình có xước sát li ti. Đó, anh em thích thì bảo em chụp hình cận cảnh để cho mọi người xem nhé. Thì cái này dài 2m1, nặng 140g, đọt 2 ly. Thì cái này tải mồi từ 10 đến 30g, 35g. Tải dây từ 10 đến 25 lb, giá công khai cây số 12, giá là 2.8 triệu nha mọi người. 2.8 triệu cho cây số 12, một cây ban nội địa.
anh em, độ cứng là độ cứng H nha, thông số lô ở đây. Tổng thể thì ngoại hình có xuất sắc li ti. Đó. Theo cái lên cây số 13 nha mọi người. Thì cây số 13 lên cho mọi người quẳng một cây hàng nội địa. Thì cây này một cây cần của Megapass. Đó. Phôi cặp bò sẵn nha anh em. Thì Megapass một thương hiệu nội địa của Nhật mọi người. Đây. Một hãng cần nội địa chuyên với cần luôn. Đây, carbon sẵn rồi mọi người, nhìn nó ngầu. Ngầu hết nước chấm luôn. Bát của nó là bát Megapass. Fan là fan Fuji, fan Sid. Keo chỉ cần cắt lỗ ok nha mọi người. Carbon sẵn. Bát Megapass. Đây, phôi carbon. Đó. Đây, ngoại hình nó có xước sát mọi người, ngoại hình có xước sát li ti. Thì cây này thì phôi này phôi chuẩn đánh lóc anh em, chuẩn đánh lóc phải mồi tới 8 mấy gram nè, rất là chuẩn cho đánh lóc. Bu và bu chống sắn, bu xít, bu si. Sau đây cận cảnh cho anh em xem luôn, rất là đẹp, mới ngầu nữa. Thì cây này một cây cần may ra bắp. Dài là 2m16 nha anh em, dài 2m16, nặng là 170g, đọt 2.3. Thì cái này nó tải mồi từ 14 đến 84g, độ cứng là tụi cứng H, chỉnh cho anh em săn hàng, rất là dững nha. Tải dây từ 12 đến 25db, giá công khai cây số 13, giá là 3 triệu nha mọi người, 3 triệu cây số 13. Tiếp theo cây số 14, cây số 14 là một cây cần Megapass. Thì cây này một cây cần Megapass của Laser. Đó, một dòng Laser Megapass nha anh em. Bass là bass Fuji. Đây, bass là bass Fuji. Ngoại hình cây này nó còn ra đó tầm khoảng 90-92% nha anh em. Rất là mới. Fan là fan Fuji. Fan Sheet chân đen. Rất là đẹp nhé, bu chống sắn, phôi carbon, tất cả keo chỉ gần nguyên zin nha mọi người, nguyên zin, phôi ở đây, Megapass. Thì cái này nặng là 125g, đọt dài là 1m8, đọt 1.8, thì cái này tải mồi từ 7 đến 21g, độ cứng là độ cứng M, nó chuẩn cái này bánh lóc nha. Tải dây từ 10 đến 16 LB. Giá công khai cây số 14, giá 1.6 nha mọi người. 1.6 cộng ship cho cây số 14. Tiếp theo cây số 15. Thì cây số 15 là một cây Megapass Laser còn full túi nha. Đây, đó. Thì cây này dài là 2m04, đọt 2.5, nặng 144g. Thì cái này tải mồi từ 10.5g đến 42g, độ cứng tương quân đối với độ cứng hấp. Tải dây từ 12 đến 25 LB. Mọi người, còn túi. Rất là đẹp luôn nha anh em. Fan là fan xích nha anh em, fan bóng. Đây. Độ cứng là cứng hấp. Laser. Căn này đẹp, căn ngoại hình nó ra đâu đó tầm khoảng 92-93% nhé. Đây nè, bu bu chống sắn. Tổng thể ngoại hình đẹp nhé. Đó. Bass Megapass, bass Fuji. Fan Fuji Sheet chân đen. Rồi, giá công khai cây số 15, giá là 2 triệu nha mọi người. 2 triệu cây số 15, độ cứng H. Theo là cây số 16 nha anh em. Tiếp theo cây số 16. Thì cây số 16 lên cho mọi người một cây cần Megapass. Cũng là một hãng của Seaquat. Mà cây này một cây máy ngang nha anh em. Đó. Đấy, lên cây máy đứng lên nhà, lên cây máy ngang. Thì cây máy ngang này dài 1m98, đọt 2.3, nặng là 202g.
Thì cái này tải mồi từ 7 đến 21 gram, tải ra từ 4 dây bia, từ 4 đến bia số 6 nha nè. Bia tải cũng rất là nặng ký nha. Fan là fan full seat nha nè, fan ca. Đây, nó đây. Đó, cán mút đây qua. Thì cây số 16 đây mọi người. Đó. Cũng còn rất là mới luôn nha anh em. Fan full seat. Một số anh em á nói phen phen nhỏ đánh dây không xa, nhưng mà thật sự anh em đánh đúng thông số đi, nó bay tới đâu luôn á, rất là ok anh em. Bu bu chống sắn, carbon đó rồi, carbon sắn găng guốc đây đó. Ngoại hình đẹp anh em, không có xước sát gì nhiều. Bát là bát Fuji. Cái này về đánh bạo lực thì rất là ok luôn nha anh em, đánh bạo lực sân hàng đẹp. Thì giá công khai cây số 16 giá là 2,7 triệu nha mọi người, 2,7 triệu cây số 16. Tiếp theo cây số 17, thì cây số 17 bên cho mọi người một dòng cần Majorap Core Kit. Thì em bán dòng này cũng khá là nhiều đó, anh em phản hồi rất là ok. Dòng Majorap Core Kit nè, đặc biệt được cái bát là bát gỗ như nè, bát gỗ rất là đẹp. Bát là bát Fuji Majorap, phôi cũng rất là đẹp luôn, phôi sắn. Fan này fan ca anh em, fan xít, fan ca. Phôi ở đây, phôi sắn nha. Cần thì nó có xước sát nha anh em, cần thì có xước sát đây, đó. Đây, Fuji, bu bu chống sắn. Thì ngoại hình có xước sát li ti. Được cái là cây này có một chiều dài rất là lý tưởng luôn, chiều dài chuẩn. Thì cây này dài là 2m20, dài 2m34 nha anh em, dài 2m34. Chiều này dài này thì anh em đánh ở địa hình nào mà rộng rãi á, đánh rất là ok. Đọt đọt 2 ly mốt, nặng là 150 gram. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 21 gram, tải dây từ 10 đến 16 lb. Giá công khai cây số 7 giá là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu cây số 17. Đầu cứng em mừng. Tiếp theo là cây số 18. Thì cây số 18 lên mọi người một cây cần Abu. Thì dòng Abu này, dòng Abu nano carbon anh em. Đó. Hết tin. Đây. Dòng Abu nano carbon có định vị. Thôi đây anh em, thôi nano carbon. Bát là bát Fuji. Bát là bát Fuji. Thôi sân ít. Fan là fan micro. Fan nhỏ nha mọi người. Fan này rất là chắc luôn. Bu chống sắn. Đầu lóng đây, rất là đẹp luôn. Tổng thể ngoại hình nó gơ to đỏ tầm khoảng 90% nha mọi người. Đa phần những cây Abu đời bây giờ là hàng của China xuất Nhật hết nha. Dòng này em lấy từ thị trường Nhật. Thì cây Abu này á thì nó dài là 1m98, đọt 1 ly 7, nặng 115 gram. Thì cái này độ cứng M, nó tải mồi từ 5.25 gram đến 21 gram, tải dây từ 8 đến 20 lb. Giá công khai cây số 18 giá là 2,3 triệu nha mọi người, 2,3 triệu cây số 18. Phôi chuẩn, đánh lóc thoải mái nha. Tiếp theo cái số 19. Thì cây số 19 đem lên cho mọi người một dòng Abu quặng nano carbon, ngoại hình ra đâu đó trong khoảng 90-92%. Có định vị đầy đủ, phôi sắn. Phôi sắn găng guốc, bát ta vẫn là bát Fuji, fan là fan micro. Phần những cây này thì nó giống nhau. Được cái nó khác biệt nhau chiều dài thôi. Khớp nối cũng rất là đẹp luôn. Khỏi chê người ta được. Thì cái này độ cứng MH, độ cứng cho anh em dạng đánh bạo lực nha anh em, độ cứng MH đánh giá thiệt. Thì cứng MH thì nó tải mồi là mát 28 gram nha mọi người, mát 28 gram. Thôi sẵn ít. Thì cái này dài là 2m01, nặng là 124 gram, đọt 1 ly 9. Thì cây tải mồi từ 10 đến
10.5g đến 28g, tải dây từ 8 đến 20 lb, giá công khai cây số 19, giá là 2.3 nha mọi người, 2.3 cây số 19. Tiếp theo cây số 20, cây số 20, 21 là một cặp nha anh em, đó, cùng thông số. Thì cây số 20 là một cây Apu. Thì cái này dài 2m11 anh em, dài 2m11, phôi vẫn là phôi nano carbon. Đó. Ngoại hình cũng tầm khoảng 90 mấy%, 90-92%, rất là đẹp luôn, khớp nối ok hết, phen là bu chống sắn, phen là phen Fuji Micro nha mọi người, đó, phôi vẫn là phôi nano carbon, rất là mới và đẹp nha mọi người, bát cũng là bát Fuji. Thì cây số 20 thì nó dài là 2m11, đọt 1.8, tải mồi từ đọt 1.8, nặng 124g. Thì cái này độ cứng là độ cứng M, nó tải mồi từ độ cứng đâu, nó mất tiêu rồi ta, đây, độ cứng M nha anh em, độ cứng M, nó tải mồi từ 5.25g đến 21g, tải dây từ 8 đến 20 lb, giá công khai số 20, giá 2.3 nhé. Cây số 21 còn túi, nó ngoại hình thì nó nhỉnh một tí, còn túi còn thông số luôn, nó đẹp. Rồi cây số 21 giá công khai là 2.4 nha mọi người, nó cùng thông số với cây số 20, được cái nó có túi nè mọi người, đó, có túi, có sách hướng dẫn thông số đầy đủ. Cây số 22 và cây số 23 vẫn vậy, một cặp cùng thông số. Thì cây số 22 vẫn là phôi nano carbon, độ cứng là MH nha anh em, độ cứng là MH. Đó. Sẵn là sẵn găng gút. Có định vị nè. Đẹp nha anh em, đẹp nano carbon. Bát là bát Fuji. Đây. Thì cái này nặng 136g, đọt 1.9, dài 2m16, độ cứng là MH, tải mồi từ 10.5g đến 28g, tải dây từ 8 đến 20 lb, giá công khai số 22, giá là 2.4 nha anh em, 2.4 22. Cây số 21 thì 22, cây 23 thì cây 23 vẫn quậy thôi, đó, nó có túi, giá nó sẽ nhỉnh hơn một tí, 2.5 nha anh em. Đó. Cái số 25 giá 2.5, vẫn nano carbon, pen thì ok hết nha mọi người, không lỗi. Mấy dạng này đánh lót này rất là ok nha, coi rất là chắc luôn. Tất cả tem nhãn đi còn hết. Rồi giá công khai cây số 24 23 22 24, giá công khai là 2.5 nha anh em. Đó. Rồi cảm ơn anh em đã tổng cộng 24 cái cặp em lên cho em hôm nay. Nếu anh em bên kênh nào chốt lên lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em.